Chương một. Vô Thượng Tông Môn Tông Chủ một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đại quân Vương Triều, bên trong Thánh Thành Nhanh nhanh nhanh, tám đại tông môn nhận người Á Lần này, ta nhất định muốn tiến vào thiết kiếm trang Hừ Ta đã đạt đến luyện thể thất trọng, thiết kiếm trang ta không vào không được À, như thế nào là tám đại tông môn, không phải là cửu đại tông môn sao? a à, còn có một cái vô thượng tông môn không tính từng đạo từng đạo tiếng ồn ào tại lâm mặt bên tai vang lên lâm mặt lúc mở mắt ra phát hiện hắn chính bản thân ở vào một cái quảng trường khổng lồ phía trên trong sân rộng người đến người đi lấy người trẻ tuổi chiếm đa số mà lại lâm mặt phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn hắn bất quá nhìn lấy hắn ánh mắt có chút cổ quái tự như là đang nhìn một người điên một dạng cái quỷ gì Dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì Lâm mặt không còn gì để nói Tiếp lấy ánh mắt nhét lên Phát hiện trước mặt hắn còn có một cái thẻ bài Vô thường tông môn Bốn chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ Nghe danh tự lâm mặt không khỏi Thì âm thầm liếu lưỡi Tốt một cái tên trâu bò Cái này tông môn khủng bố đến mức nào a? À, không phải vậy Dám dùng cái tên này mệnh danh Bất quá lâm mặt phát hiện Hắn thì ngồi bên cạnh thẻ bài này Mà lại tự hồ chỉ có một mình hắn ở chỗ này ngồi đấy. Ông. Bỗng nhiên, một cổ trí nhớ trực tiếp tiến vào lâm mặt đại não. Tự như là trí nhớ khôi phục một dạng. Để lâm mặt tại chỗ không khỏi ngốc trệ, sau một hồi lâu, hắn mới đem tất cả trí nhớ toàn bộ chải vuốt rõ ràng, sau đó cả người lấy lại tinh thần. Ngoà tao, cái quỷ gì, cái này liền xuyên qua. Ta còn vượt qua thành là cái này vô thượng tông môn tông chủ, tùy tiện như vậy nhất thời, lâm mặt trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thông qua trí nhớ vừa đạt được, hắn đây là vượt qua đến một cái huyền huyễn thế giới. Ở cái thế giới này, tông môn sang sát, đồng thời chỉ có tông môn mới là cái thế giới này chánh thức chúa tể. Cái gì thế gia, cái gì vương triều? Toàn bộ đều là thần phục tại tông môn phía dưới mà thôi, bởi vì tông môn mới là chính thống. Mà tông môn lại phân đẳng cấp, cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm là vương bây giờ lâm mặc hồn xuyên qua trực tiếp thành cái này tên là vô thượng tông môn tông chủ cái tên này rất bá khí a rất trâu bò a thế mà lâm mặc tìm trong ký ức mới hiểu được cái này vô cùng bá khí trâu bò vô thượng tông môn chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn bởi vì hắn liền mẹ nó cửu phẩm đều không có hắn nải nải lâm mặc đều khóc không ra nước mắt ngươi a liền cửu phẩm tông môn tiêu chuẩn đều không có đạt đến kêu cái gì vô thượng tông môn a muốn như thế bá khí tên làm gì a mất mặt hay không mà lại hiện tại lâm mặt thành tông môn này tông chủ mất mặt là hắn a đinh vô thượng tông môn hệ thống khởi động đinh khởi động hoàn tất trói chặt ký chủ lâm mặt tử vong liền có thể cởi trói đinh tuyên bố nhiệm vụ đinh ký chủ phải tất yếu xuất lĩnh vô thượng tông môn cuộc khởi xưng bá cái thế giới này nhưng là con đường muốn từng bước một mà đi, mời ký chủ trước mắt thu một tên thiên phú dị bẩm đồ đệ. Mà vào lúc này, lâm mặt trong đầu truyền đến một trận nhẹ nhàng thanh âm, để hắn thân thể không khỏi cứng đờ. Vô thượng tông môn hệ thống Là một fan lớn của các tiểu thuyết internet hắn sao lại không biết, đây là hắn ngón tay vàng đến A, lâm mặt vội vàng mở ra chính mình bản thông tin nhân vật trung tâm, ký chủ. Lâm mặt Thân phận, Vô thượng tông môn tông chủ Đẳng cấp Bất nhập lưu Tu vi Luyện thể thất trọng Thể chất Phàm thể Công pháp Huyền linh quyết, vũ kỷ Thanh phong kiếm quyết Thần thông Tạm thời chưa có Đồ đệ Tạm thời chưa có Nhiệm vụ chính tuyến Xuất lĩnh vô thượng tông môn cuộc khởi, xưng bá huyền hoàng đại lục. Lâm mặt, khi thấy hắn bản thông tin nhân vật thời điểm, hắn là tuyệt vọng. Cái này mẹ nó, không có cái gì, chơi cộng lông A. Lâm mặt nhìn không được cắn răng lên, âm thầm đậu đen rau muốn nói. Thì ta hiện tại cái này điều kiện, người nào mẹ nó sẽ đáp ứng làm ta đệ tử A. Đinh, tân thủ đại lễ bao đang phát xuống. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.